Xin chào con giáo sư Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu, con Maria Vũ Thị Liễu làm chứng cho Chúa. Chồng con do anh Kim Hào Phong Linh bị tai biến liệt nửa người. Nhờ cha và đồng đoàn chồng cầu nguyện cho chồng con, bây giờ chồng con nó đi được bình thường cha. Anh lên anh ơi, lên làm chứng cho Chúa nè. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh mà một người bị liệt nửa người, anh tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ con, thưa cha, con là Do An Kim Hà Phụng Linh ở giáo xứ Long Hải. Rồi, anh bao nhiêu tuổi? Dạ con năm nay 60. Rồi anh bị liệt nửa người là bị bệnh gì? Dạ con bị bệnh tai biến. Dạ, con bị tai biến rồi coi như bị tim mạch máu nhiễm mỡ rồi lung tung hết là bệnh nhiều lắm, nhưng mà coi như nhờ cầu đoàn và cha cầu nguyện cho con thì con nói thật bây giờ chỉ có Chúa giữa con mà thôi, chứ còn nếu mà không có Chúa thì con cũng đi chấm phẩy hoặc là ngồi xe lăn thì không được bình thường như thế này. Hallelujah. Và sao mà chị biết anh giáo điểm tin mừng lúc chị anh ấy bị vậy là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng bị liệt? Mà đầu tháng 2 vào năm 2017. Năm 2016 thì chồng con đã bị thục lưỡi rồi. Rồi năm 2 thì con không biết lòng hay xót Chúa, nhưng mà con chỉ đi vậy thôi chứ con không biết cầu xin hết. Ở đâu con cũng đi. Giáo xứ ở đâu con cũng đi hết rồi. Con mới năm 2017, 27 tháng 2, đầu năm 2017 thì chồng con bị liệt nửa người lần thứ hai. Rồi con mới đi bỏ tập hát, rồi con mới không có đi tập hát nữa. Chị bà mới chỉ bảo chứ sao mày không đi tập hát, chồng em bị tai biến liệt nửa người rồi. Cái chị bảo chứ mày đưa nó xuống cha Long đi, cha chị bệnh hay lắm. Cha đặt tay, lúc đó con cũng không biết là cha đặt tay hay chỉ bình làm sao đó. Con bảo con tốn tiền thuốc không chị, chị bảo cứ đi đi. Hay là tao cho mày tin nhắn này, là mày nhắn cho cha thì con nhắn 8:50 đêm thì con cũng sợ. Rồi con không biết, con mới nhắn thì có một tí xíu rồi cha nhắn lại, con mới bảo chứ anh ơi có ông cha nào ở dưới nhà bè mà chị bệnh hay lắm, đặt tay hay lắm. Ấy anh bảo vậy hả, rồi cái con nó bảo chứ thôi mình sắp xếp đi, thì nhà con chưa nói đi, chồng con chưa nói đi. Thì hai ngày thì nói chung ngày nào nhà con cũng uống thuốc tim, có khoảng 9-10 giờ là mệt rồi. Nắng lên là nói chung là mệt, cái uống một viên thuốc thì nó khỏe. Ê, mấy ngày sau anh bảo chứ chắc cha và cộng đoàn cầu nguyện cho anh hay gì á, mà tự nhiên bây giờ anh khỏe liền, anh không thấy mệt nữa, thôi từ đây thì đi có Chúa chứ anh không uống thuốc nữa. Mà nói chung với cha là cứ một tuần là 1 triệu hoặc là 800-900 thì con cứ chở đi lấy thuốc vậy thôi. Rồi cái ngày tháng 3, mùng 6 tháng 3 thì con bảo chứ thôi sắp xếp đi, thì con anh đi lên đây, con bằng dắt lên đây nè, anh dắt lên đây dạ. Con đi xe Honda, con cứ chở anh đi vậy á, từ Vũng Tàu lên đây. Rồi con đi lên đây thì con ngủ nhà con gái con ở quận 12. Rồi con lên đây con vẫn phải dắt anh từ đó lên đây. Đến hồi lên đây cha đặt tay anh đi đây đi xuống, con mừng quá. Anh bảo chứ có Chúa chữa rồi, giờ anh đi được rồi, cho anh chạy xe đi. Anh chạy xe từ đây về tới quận 12 luôn cha. Mà anh đi một năm nay con về con cứ nửa tháng con bao xe 30 mấy chỗ cho chị em đi. Rồi con cũng lên con đưa cũng khoảng chục người bên đạo Phật ấy, là cái chị đấy chị đi lên đây là chị bị gút chị không đi được, chị nằm liệt một năm, chị đi lên đây cái về chứ bảo chị có kêu rồi chứ trời ơi con cảm ơn hai vợ chồng ông chính nha, con bảo chứ chị đừng cảm ơn em, chị cảm ơn Chúa thì chị đừng cảm ơn vợ chồng em, chị cứ tạ ơn Chúa là chị Chúa sẽ ban cho chị ở cách riêng, chị đạo Phật rồi con cũng mua máy thì kêu con cho chị, dạ chị khỏe rồi, bây giờ chị qua là căn bệnh chị uống thuốc nam á, không biết nó bật chị rồi chị mất. Thì bảo chứ nếu mà chị lên đây chị xin Chúa ban cho chị khỏe thì hẳn thì chị khỏe chị về chứ khỏe lắm không biết làm sao rồi. Hallelujah. Tôi sẽ gửi cho vợ chồng con cái máy, con máy 365 bài giảng chưa? Mua nhiều rồi. Vâng, mua nhiều cho người ta nhiều rồi. Đây, tặng cho chúng con nha. Tặng cho anh cuốn sách Con Đường Tín Thác và cái quạt giáo điểm tin mừng có rồi. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh chị nha. Rồi, hai người đưa nhau đi xuống. Lúc ba đây bắt ông đi một đường thôi.